Ngày 23 và 24 tháng 8 tại thao trường bắn trên biển của hạm đội Thái Bình Dương, thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cùng các đội tuyển Hải quân Liên bang Nga và Trung Quốc tham gia thi đấu các nội dung bắn pháo tàu, môn cúp biển trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng kích bắn trên tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân. Ở nội dung bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176, mặc dù gặp bất lợi về thời tiết, nhưng chỉ huy tàu, các vị trí chiến đấu và kích bắn trên tàu 016 đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đưa tàu cơ động đúng vận tốc vào kích bắn, bám bắt mục tiêu, thực hiện các loạt đạn chính xác vào mục tiêu. Cái kết quả bắn ngày hôm nay thì kích bắn đã thực hiện tương đối tốt và đã phát huy được những lần bắn tại trong nước. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí trong kíp đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả bắn ngày hôm nay. Nội dung bắn market thủy lôi trôi, kíp bắn đã giữ vững được thành tích từ những lần luyện tập bắn đạn thật trước đó. Nỗ lực thực hiện bài bắn trong điều kiện vùng biển có gió to, sóng lừng làm ảnh hưởng lớn tới sự ổn định của tàu và mục tiêu. Hai ngày thi đầu tiên thì chúng ta có kết quả bắn là rất tốt, đặc biệt là nội dung bắn pháo AK-176. Đây là một nội dung khó và thời tiết hôm nay không được tốt, nhưng mà các xạ thủ, các kíp đã hiệp đồng với nhau đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Với thành tích tốt của hai nội dung thi đấu đầu tiên sẽ là tiền đề và nguồn cổ vũ tạo khí thế tinh thần tốt để các đội tuyển thủ tự tin quyết tâm giành thành tích cao ở các nội dung thi tiếp theo.